Ok các em nhé. Rồi, thế ngày hôm nay thì thầy trò chúng ta sẽ chữa hai đề ôn thi học kỳ là đề số 01 và đề số 02. Đấy, trên tổng là 10 đề thì các đề này chúng ta sẽ chữa dần dần hàng tuần. Ok các em chưa? Thế bây giờ các em cùng thầy bắt đầu từ đề số 01. Đấy thì bây giờ xin mời các em cùng thầy chữa đề số 01. Đề số 01 thì chúng ta bắt đầu với thầy từ phần trắc nghiệm. Câu số 1, yếu tố nào sau đây không làm chuyển dịch cân bằng? Thì chúng ta biết rồi là yếu tố chất xúc tác không làm chuyển dịch cân bằng, đúng chưa? Câu 1 chúng ta chọn thầy phương án D. Câu 2, chất nào là hydrocarbon? Câu này dễ quá, đáp án của mình là đáp án D. Rồi, tiếp tục các bạn sang thầy câu số 3. Đốt cháy chất hữu cơ thì có CO2 chứng tỏ là có carbon. Có nước chứng tỏ là có hydrogen, có HCl chứng tỏ có chlorine. Còn với oxygen thì mình có thể lấy từ không khí, có thể mình lấy từ hợp chất, thì nên bài này là có thể có hoặc không có oxy. Nên là trong y có nguyên tố gì thì chắc chắn có carbon. Đấy, có hydrogen, chlorine và có thể có hoặc không có oxygen. Câu 3 chúng ta chọn phương án D. Rồi, cảm ơn các bạn Phạm Lê, Hà Vi, Thảo Nhi, Ngọc Tú, Phương Vi, Ngân Hà, Đỗ Linh, Nguyễn Thanh, Thảo Nguyên đã trả lời chính xác. Tiếp tục sang thầy câu số 4. Câu số 4 thì nó cho em là hằng số cân bằng KC thì nó bằng nồng độ NO2 tất cả mũ 2 chia nồng độ của N2O4. Em nhớ thầy KC là đại lượng không đổi. KC là đại lượng không đổi, chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. Vậy thì thấy ngay là khi đề bài nó bảo là nồng độ N2O4 là cái mẫu số tăng 9 lần thì cái tử số của chúng ta cũng phải tăng 9 lần để đảm bảo hằng số KC không đổi. Thế bây giờ chúng ta thấy ngay tử của chúng ta là nồng độ NO2 mũ 2 muốn tăng 9 lần thì chứng tỏ anh này phải tăng 3 mũ 2 lần, đúng không? Đấy, thì có nghĩa là một cái nồng độ NO2 nó sẽ tăng 3 lần, đúng chưa? 3 lần. Vậy chúng ta sẽ chọn cho thầy phương án của mình là phương án B. Câu 4B. Rồi, các bạn đúng 100%, rất tốt. Tiếp tục sang cho thầy câu số 5 là một câu về hóa học hữu cơ. Có thể chiết hoạt chất cucumin từ củ nghệ bằng phương pháp gì? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ xay củ nghệ ra, sau đó chúng ta sẽ cho dung môi vào. Đúng không? Thì cái dung môi đấy nó sẽ, thực tế dung môi thường nó là cồn thôi. Được chưa? Cồn này nó sẽ hòa tan cái tinh chất cucumin có trong củ nghệ. Thì người ta gọi cái phương pháp này là phương pháp chiết. Chúng ta chọn thầy câu 5, phương án D. Những câu này thì với chúng ta rất là dễ. Câu số 6, cho một phản ứng thuận nghịch. Có hằng số có delta H nhỏ hơn 0. Thì chiều thuận của phản ứng đang là chiều tỏa nhiệt. Chúng ta có thể ghi thêm thầy chiều tỏa nhiệt nhé. Thế giờ câu A nó bảo là khi tăng nhiệt độ thì chúng ta nhớ lại nguyên lý Le-Chatelier là khi tăng nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiều thu nhiệt nhé. Theo chiều thu nhiệt. Mà chiều thu nhiệt thì ta biết là chiều thuận tỏa nhiệt thì chiều thu nhiệt chính là chiều nghịch. Đúng không? Vậy câu này đúng. Câu thứ hai, ở nhiệt độ không đổi khi tăng áp suất thì thầy giải thích lại cái nguyên lý Le-Chatelier này. Khi tăng áp suất thì cân bằng chuyển dịch theo chiều giảm số phân tử khí. Giảm số phân tử khí. Nhưng với cái phản ứng này số phân tử khí hai bên đều bằng 2. Vậy thì với bài này, được chưa? Chấm phẩy. Với phản ứng này thì nó sẽ không chuyển dịch. Vì sao không chuyển dịch? Vì số phân tử khí bằng nhau nên không chuyển dịch, nên câu B cũng là một câu đúng. Được chưa? Hai câu này đều đúng rồi. Tiếp tục sang thầy câu C. Ở nhiệt độ không đổi khi tăng nồng độ thì giá trị hằng số cân bằng tăng chắc chắn là sai. Hằng số cân bằng là không đổi, không bao giờ thay đổi. Được chưa? Còn câu D là ở trạng thái cân bằng tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản nghịch, hiển nhiên đây là định nghĩa của cân bằng. Câu số 6 chúng ta chọn C. Các bạn chọn C là thiên thần, gồm có bạn Phạm Lê, Hà Vi, Quang Minh, Phương Vi, Ngân Hà, Việt Bách, Thảo Nhi, Ngọc Tú, Lê Quang Minh, Đỗ Linh, Phương Anh, Tuấn Anh, Nguyễn Đức Dương. Rồi, tiếp tục. Sang câu 7. Phương trình điện ly nào sau đây được biểu diễn đúng? Thì chúng ta thấy ngay là ở đây chúng ta sẽ chọn phương trình C. Mặc dù câu này nó có lỗi đề một chút, đó là SO42 trừ nhé. Em đánh máy thêm thầy cái 2 trừ vào đấy. Còn câu A của mình nó sai mũi tên. Mũi tên nó phải là mũi tên một chiều. Câu B của mình sai mũi tên. Mũi tên phải là mũi tên hai chiều là thuận nghịch. Câu D của mình sai mũi tên. Anh này phải là mũi tên một chiều. Được chưa? Câu 9, đáp án của mình là C. Tiếp tục câu 10. Thì bài này nó nói đến phổ IR. Thì chúng ta lưu ý cho thầy là cái phổ IR là phổ hồng ngoại, giúp chúng ta xác định được nhóm chức. Thì trong đó chúng ta nhớ thầy là cái vùng hấp thụ đặc thù của nhóm OH ancol thì nó cỡ khoảng từ 3.500 tới 3.200 cm trừ 1. Vùng hấp thụ đặc thù của nhóm amin thì cũng sẽ ở cái vùng tầm 3.600 tới 3.200 cm trừ 1. Nói chung loanh quanh nó gần như OH.
Vùng hấp thụ của ester, ester của mình thì nó có hai liên kết. Thì liên kết thứ nhất là liên kết C nối đơn O ở vùng tầm 1700 cm - 1. Liên kết thứ hai liên kết C nối đơn O ở tầm vùng 1300 đến 1100 cm - 1. Còn cái axit carboxylic thì nó có liên kết C nối đơn O và OH. Thì cái liên kết OH ấy, OH là của axit, nó tự cỡ khoảng xấp xỉ 3000, vùng 3000 cm - 1. Chính xác cái vùng này nó tương đối rộng, vùng này nó tầm từ 3500 tới 2500 cm - 1. Nhưng mà thường cái đỉnh của nó ở vùng gần 3000. Còn cái liên kết thứ hai là C nối đôi O. Đấy, thì cái liên kết này ở vùng hấp thụ tầm 1700 cm - 1. Vậy thì với hai tín hiệu này chúng ta phải chọn đáp án C là carboxylic acid. Đúng chưa? Câu này ta chọn đáp án C, ai không nhớ thì ghi lại. Câu 8C thầy nhìn qua các bạn đúng 100%. Tiếp tục. Câu 9, khi nhiệt độ sôi khác nhau thì chắc chắn chúng ta dùng pháp trưng cất, đúng không? Câu số 9 đáp án D. Câu số 10 thì nó cho em một cái phản ứng thuận nghịch theo lý thuyết của axit bazơ, theo lý thuyết axit bazơ của Brønsted, thì anh nào đóng vai trò là bazơ thì chúng ta thấy ngay là ở đây này. CO32- nó chuyển thành HCO3-. Vậy thì CO32- đã nhận H cộng của nước. Vậy thì theo định nghĩa của Brønsted-Lowry, anh nào nhận H cộng thì anh đấy là bazơ, anh là cho H cộng, anh đấy là axit. Vậy thì ngược lại bên này thì OH- lại chuyển thành nước thì hiển nhiên OH- đã nhận H cộng, đúng không? Vậy thì anh này lại là axit, anh này lại là base. Vậy thì bazơ chúng ta là đáp án A nhá. Câu 10 đáp án A. Ok các em. Các em comment mạnh mẽ thầy nhá. Câu 11, điều nào sau đây đúng khi nói về tính chất hóa của nitrogen? Thì chúng ta biết nitrogen của mình có mức oxy hóa ở đây đang là 0. Mức thấp nhất là âm 3, các mức cao hơn là cộng 1, cộng 2, cộng 3, cộng 4 và cộng 5. Vậy thì mức 0 là mức trung gian thì hiển nhiên nó là vừa oxy hóa vừa khử. Câu 11 chúng ta chọn C. Được chưa? Câu số 12 thì câu này là câu mời các cụ xơi, thì nó hỏi em cái nhóm OH là gì? Nhóm OH chính là alcohol, đúng nhỉ? Ai quên thì thầy ghi lại cho các bạn này. Carboxylic acid là COOH, aldehyde là CHO. Được chưa? Hydrocarbon thì không phải rồi. Tại vậy thì chúng ta chọn câu 12 đáp án A. Câu 13, số khí gây ô nhiễm môi trường thì xin thưa là tất cả các khí. Trong đó có khí H2S là một khí cực kỳ độc, có thể gây chết người. Được chưa? Các khí này thì gây mưa axit, những khí này gây mưa axit này. Cái khí này có thể gây chết người với nồng độ đủ lớn. Thì không biết thầy đã kể cho các bạn một cái câu chuyện. Dĩ nhiên là cái câu chuyện này có trong tiểu thuyết của nhà văn Keigo, người Nhật Bản. Thì thực tế là có những thời kỳ đỉnh cao là thầy Trọng có nhiều thời gian thầy hay đọc tiểu thuyết. Nhưng bây giờ thì mấy năm nay thầy bận bịu nên là không có thời gian đọc tiểu thuyết. Thì có bạn nào mà đọc tiểu thuyết trinh thám của nhà văn Keigo, anh có thể search trên mạng ấy. Thì ông này có khoảng 200 tác phẩm cơ. Ông này một trong nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám số 1 thế giới hiện nay. Và số lượng tác phẩm xuất bản chắc là nhiều nhất thế giới. Vì không có nhà văn nào mới có khoảng tầm 60 tuổi mà xuất bản đến tận 200 tiểu thuyết được. Mỗi một năm ông này phải viết được khoảng 5 đến 6 cuốn tiểu thuyết mất. Đấy. Vậy thì cái có một cái tác phẩm mà thầy đọc thì dĩ nhiên cái chuyện này là ông ấy hư cấu lên, nhưng mà nó dựa vào hóa học. Thì có một nhà làm phim người Nhật Bản là rất là giàu có. Ông này khoảng 70 tuổi và ông ấy vợ chết rồi nên ông ấy lấy một cái cô vợ trẻ. Thì cô vợ trẻ ông ấy chỉ khoảng 18 đôi mươi thôi. Thì khi ông này lấy cô vợ trẻ thì người ta đã đồn đoán là cô vợ này, cô ấy lấy chồng thì mục đích là để cô ấy chiếm đoạt cái số tài sản của ông này, hàng trăm triệu đô. Thế bây giờ là cái cuộc sống diễn ra bình thường thì mọi lời đồn thổi thì nó đều dịu xuống, không ai nghĩ đến cái chuyện là cô này là lấy ông này vì tiền nữa. Sau đó thì có một dịp là cô này dẫn ông chồng ấy, là đến các cái đi du lịch. Em biết ở bên Nhật Bản thì có hệ thống núi lửa hoạt động liên tục và có rất nhiều suối nước nóng, chúng ta biết đúng không? Mà chúng ta học hóa học ta biết này, là ở các khu vực núi lửa với suối nước nóng ấy, có nhiều SO2 hoặc là H2S, có nghĩa là gì? Là cái mỏ lưu huỳnh thì nó tập trung ở khu vực vành đai núi lửa Thái Bình Dương, đúng không? Ở Indonesia này, ở Nhật Bản có rất nhiều lưu huỳnh và lưu huỳnh nó chuyển hóa thành SO2, H2S rất nhiều ở các khu vực suối nước nóng. Thì khi người ta đi tắm suối nước nóng thì chủ yếu là người ta muốn lợi dụng cái nhiệt độ của nước và các khoáng chất có trong nước để chữa bệnh và làm cho cơ thể nó đỡ căng thẳng hơn, đúng không? Thì đây là hai vợ chồng đi nghỉ dưỡng. Nhưng mà khi hai vợ chồng mà đi từ khách sạn ra cái khu vực suối nước nóng đấy, thì cái cô vợ này cô ấy bảo ông chồng già là anh đứng đợi em ở địa điểm này, bởi vì họ quên cái khăn tắm. Thì cô vợ cô phải trở về khách sạn để cô lấy khăn tắm. Thì cô trở về trong 30 phút đấy, thì đến lúc mà quay trở ra thì ông chồng đã chết.
Đấy. Thì sau đấy là cái cảnh sát hay pháp y người ta vào người ta xét nghiệm ấy, thì người ta biết là ông này chết do ngộ độc khí H2S. Chúng ta biết nồng độ H2S mà cỡ khoảng 2 phần triệu đi vào máu có thể gây chết người đấy. Nên là cái khí H2S, nhưng mà thực tế trên thế giới thì gần như là chưa có vụ nào mà có người chết mà bị ngộ độc khí H2S ở ngoài tự nhiên cả. Bởi vì ở ngoài tự nhiên chúng ta hiểu là ở núi đồi ấy, luôn luôn có gió, và cái khí H2S thì ở nó tồn tại trong không khí rất là ngắn, thời gian rất là ngắn. Em phải hiểu là cái H2S mặc dù nó nặng hơn không khí, nó là khối lượng phân tử là 34, nhưng mà trong không khí chỉ cần có hơi một trận gió nhẹ thôi nó sẽ thổi được cái H2S bay đi. Nên là gần như cái xác suất để H2S nó tụ tại một điểm ấy, mà có nồng độ đủ lớn để gây chết người là bằng không. Và người ta mới ghi nhận trên thế giới mới khoảng một vài người chết thôi. Có nghĩa là số người chết trên tổng số 8 tỷ người mà do ngộ độc khí H2S ngoài tự nhiên ấy, nó chỉ có vài người thôi. Trong đó có ông đạo diễn người Nhật này này. Thế bây giờ là cảnh sát không muốn tin thì vẫn phải tin thôi, bởi vì kết quả xét nghiệm là ông ấy bị ngộ độc khí H2S và ông chết. Và cô vợ thì có bằng chứng ngoại phạm là cô ấy đã về khách sạn để cô lấy cái khăn, đúng không? Đấy. Nhưng mà sau đấy ấy, thì có một thám tử, trong tiểu thuyết trinh thám thì đoạn có một thám tử, đúng không? Thì ông này ông phụ trách cái vụ án này, ông ấy thực tế ông đã kết luận rồi, nhưng ông ấy vẫn có một chút lấn cấn, thế là ông ấy đi điều tra. Thì sau khi điều tra về cái nhân thân của cô này thì ông ấy phát hiện ra cô này hiện nay đang có một người tình, cũng là một thanh niên. Đấy, nhưng mà thanh niên này là một thiên tài, nó là một thiên tài. Thanh niên này là một thiên tài đến cái mức mà có thể phán đoán được trước thời tiết ở khu vực đó và tính toán được tốc độ gió, tính toán được cái tốc độ phát thải khí HDS để anh ấy tính được tại thời điểm nào, ở vị trí nào nồng độ HDS đủ lớn để gây chết người. Thế là cô này với lại anh người yêu ấy là bàn với nhau kế hoạch để giết ông chồng này. Và cái đúng cái thời điểm đấy thì cô này dẫn ông chồng đến đúng cái địa điểm đó. Thì đúng cái địa điểm đó, thời điểm này thì với cái thời tiết và sức gió như thế, đúng không? Thì cái nồng độ HDS tại điểm đấy nó sẽ lên đủ lớn để có thể gây chết người. Và chúng ta sẽ tự động đọc thêm về cái tác phẩm này nhé. Thì nói chung là thầy nói đến đấy là chúng ta tự hiểu là HDS có thể gây chết người. Nhưng mà chết người này, người ta chỉ giết người trong trường hợp nào phòng kín, người ta phun cái khí này vào thì ta mới chết. Chứ còn ở ngoài tự nhiên thì không bao giờ chết. Nên là chúng ta yên tâm là đi ta đi tắm suối nước nóng nó không sợ chết đâu. Được chưa? Cái xác suất chết nó chắc chỉ khoảng 4 phần 8 tỷ thôi. Có nghĩa là trong 8 tỷ người mới có may mà mới có 4 người chết. Cái có thể là họ không phải là chết ngay do họ hít phải khí này, mà chắc là do họ bị kiểu là họ bị đột quỵ, họ bị nằm tại chỗ xong là cái nồng độ khí này nó đủ lâu nó mới chưa gây chết người. Chứ còn hít thở trong vòng 30 phút thì làm sao chết được, đúng không? Thì đấy là tiểu thuyết người ta hư cấu, nhưng mà có rất nhiều kiến thức hóa học em nên đọc thêm. Rồi. À, đấy là câu 13 đáp án B. Đấy, kể chuyện như thế chúng ta cũng hiểu thêm về cái khí HDS. Tiếp tục sang câu 14. Quá trình đốt cháy hỗn hợp hơi nhiên liệu và không khí trong động cơ khi đánh tia lửa điện sinh ra khí NO. Thì chúng ta biết là tại sao, bởi vì là khi xăng dầu nó cháy ấy, nó tỏa nhiệt rất là lớn đủ để tạo thành khí NO, đúng không? Vậy thì cái khí NO người ta gọi là nitrogen monoxide nhé. Nghe giống thầy Trọng với Ngọc Trinh. Ồ, khả năng đấy em ạ, khả năng đấy nhé. Rồi bây giờ thầy nói thêm các bạn một chút tiếng Anh này. Thực tế là cái chương trình giáo dục phổ thông mới á, nếu mà em đọc tất cả các sách từ lớp 6 đến lớp 11 bây giờ ấy, là chúng ta gần như không thấy ai dạy chúng ta cách viết monosai. Thì tiện đây thầy sẽ dạy chúng ta một tí tiếng Anh. Là đáng lẽ là chúng ta sẽ viết là mono oxide, đúng không? Nhưng khi chúng ta nhìn thấy này, cái này là một nguyên âm thì người ta sẽ bỏ cái nguyên âm này luôn để người ta viết liền thành monoxide. Monoxide chứ không phải là monooxide. Tiếp tục, chúng ta có penta, penta là năm nguyên tử lặp lại đúng không? Đáng lẽ ta viết là pentaoxide. Nhưng mà sau này thì vì cái chữ A này nó là một nguyên âm nên chúng ta sẽ chỉ gọi là pentoxide thôi. Đấy, không có sách nào nó dạy đâu, chẳng qua là do thầy thấy nó lạ lạ, thầy đi tìm hiểu lại mấy cái từ điển tiếng Anh môn hóa thì nó mới có chuyện này. Là chúng ta nhớ thầy nhé, nếu đây là một nguyên âm này thì ta bỏ, thì ta đọc luôn là monoxide. Tương tự thế, penta thì ta bỏ nguyên âm A đi thì ta đọc là pentoxide. Đấy thì nói thêm một chút thôi, được chưa? Đấy là câu 14 đáp án C. Câu 15. Thí nghiệm với HNO3 thường sinh ra khí NO2. Khí NO2 là một khí độc, đúng không? Vậy thì khí này có thể gây ô nhiễm môi trường thì chúng ta phải ngăn nó bằng cách bơm tẩm sút. Em ghi thế là bơm tẩm 3 giờ. 3 giờ ở đây có thể là sút. Sút chính là NaOH hoặc là nước vôi. Nước vôi thì chúng ta chọn phương án C.
Ở đây thì mình có một phương trình mà mình có thể mình không gặp trong chương trình phổ thông, nhưng mà chúng ta cũng nên biết là Cl có thể lần cộng với NO2. Kể cả em không biết viết phương trình em vẫn phải hiểu này này, NO2 nó là oxit axit, còn CaOH này là nó là bazơ thì nó phải phản ứng với nhau. Axit tác dụng bazơ nhé, thì cái này biến thành CaNO3 hai lần cộng CaNO2 tất cả hai lần. Đấy, cái này thầy dạy sâu thêm chúng ta một chút thôi. Vì sao nước vôi có thể hấp thụ được? Thì nó có phương trình này. Vậy thì chúng ta sẽ chọn thầy phương án B, đó là biện pháp C. Câu 15B, ok, cảm ơn bạn Hà Vi, Phương Vi, Ngân Hà, Quang Minh, Phương Anh, Thảo Nhi, Ngọc Tú, Phùng Minh Trường. Câu 16 thì cái axit mà để lâu có chuyển sang màu vàng ấy, thì chắc chắn đó là axit nitric hay là nitric axit. Nitric axit này để một thời gian thì tự động nó phân hủy, nó chỉ cần gặp ánh sáng là phân hủy thôi. Cái này chỉ gặp ánh sáng là sẽ phân hủy thành NO2 cộng oxy cộng nước. Chính vì sinh ra NO2, nó tan một phần trong dung dịch nên là dung dịch có màu vàng. Và dĩ nhiên HNO3 axit rất dễ bay hơi, đúng không? Có tính ô xóa mạnh. 16B. 17. Phát biểu nào diễn tả đúng tính chất của SO2? Thì em nhớ thầy là SO2 là lưu huỳnh dương 4, thì mức thấp nhất là âm 2, cao nhất là dương 6. Vậy thì dương 4 nằm giữa thì chắc chắn là vừa ô xóa vừa khử. 17 chúng ta chọn C. Những câu này rất hay đi nhá, tập trung để còn chữa đi, để còn ôn thi lại. Chúng ta đang học hữu cơ nhưng mà chúng ta cũng phải ôn lại những cái này, không nhỡ sau này chúng ta quên. Câu 18, ở thể lỏng chất nào có liên kết halogen mạnh mẽ nhất? Thì thực tế em chỉ nhìn anh nào có nhiều H cộng nhất là chúng ta chọn. Chúng ta chọn đàn B. Chính vì có nhiều liên kết halogen nhất nên là H2SO4 mới tồn tại ở dạng lỏng sánh. Lỏng sánh có nghĩa là nó liên kết chặt chẽ nhất, do đó nó sẽ có cái trạng thái hay cái mật độ phân tử lớn nhất, thì nó sẽ ở dạng lỏng sánh. Nước thì cũng có liên kết halogen nữa là bền đấy, nhưng mà nó không so sánh được với H2SO4. H2SO4 là bền nhất trong trường hợp này. Câu 18 đáp B. Câu 19, cấu tạo với chất này thì quá dễ rồi, thì chúng ta chọn phương án C. Ở đây thì câu B sai liên kết, oxygen phải hóa trị 2, sai liên kết. Câu A thiếu nguyên tử, bỏ. Câu D của mình oxygen phải hóa trị 4 là sai rồi. Nên là câu 19 chúng ta chọn C. Thực tế cái chất CH6O nó có hai đồng phân cấu tạo, một anh là C2H5OH, một anh là ether hay là ete, đúng không? Câu 19C. Rồi, cảm ơn bạn Vi, bạn Thảo Nhi, Quang Minh, Ngân Hà, Đức Dương, Ngọc Tú, Đức Quang, Phương Vi đều trả lời đúng. Câu 20 này, câu này siêu dễ, chất nào mạch phân nhánh chắc chắn là C rồi, đúng nhỉ? Câu B với câu D nó gọi là mạch vòng. Câu A là mạch không phân nhánh. Câu 21, bước đầu tiên sơ cứu khi bị bỏng axit. Đấy thì hiển nhiên là người ta sẽ dội với nước lạnh. Đáp A, câu này thì chắc chắn rồi. Em mà đưa ngay đến cơ sở y tế mà em chưa sơ cứu thì đến nơi thì thịt da của người này chắc đã bốc hơi hết rồi, đã chuyển hết thành carbon. Nên là chúng ta lưu ý thầy là khi bị bỏng sulfuric acid đặc, việc đầu tiên là phải dội với nước lạnh. Đấy, hoặc là anh nào mà đứng gần hồ nước thì phi ngay xuống hồ nước cho nhanh. 21 đáp A. Câu 22 thì câu này là câu về sulfuric acid, ta biết Fe cộng H2SO4 loãng thì biến thành FeSO4 và khí hydrogen. Hydrogen thì chúng ta sẽ bấm là 4,958 chia cho 24,79, anh này là 0,2 mol. Anh này là 0,2 mol thì Fe của chúng ta nó sẽ là 0,2 mol. Nên chúng ta bấm hộ thầy MFe. Em bấm 0,2 nhân 56 thì nó bằng 11,2 gam. Đáp của mình là D. Đúng chưa? 22D. Rồi, câu 23, cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau? Đồng đẳng là phải có tính chất tương tự nhau, có nghĩa là cùng là cái nhóm chức này này thì tính chất nó tương tự nhau, và đặc biệt là hơn kém nhau một hoặc nhiều nhóm xếp hai, thì hai chất ở câu A thỏa mãn. Đúng chưa? 23 là A. 24 thì với cái chất này thầy cho chúng ta đã nói với nhau rất nhiều lần. C5H12 thì anh này nó sẽ có 3 đồng phân cấu tạo. Thứ nhất là chúng ta viết mạch không phần nhánh. Tiếp theo là chúng ta chuyển sang mạch nhánh, là chúng ta để trên đường thẳng còn 4 carbon, một carbon còn lại ở đây. Và cuối cùng là chúng ta sẽ viết ở dạng hai nhánh là neopentan. Để chốt lại, chất này có 3 đồng phân cấu tạo. Anh này chính là ancan, chúng ta đã biết hết rồi. Đúng chưa? Ancan là chỉ có liên kết đơn thôi. Em tự điền H nhé. Câu 24 là án B. Rồi, câu số 25, dãy chất nào là đồng phân? Đồng phân là cùng công thức phân tử. Cùng công thức phân tử mới gọi là đồng phân. Phải hiển nhiên là câu B, cùng là C2H6O. Rồi, bây giờ thầy đợi chờ cái câu đỉnh cao là câu 26. Câu 26 là một câu cực kỳ hay. Câu này thầy lấy lại từ đề thi học kỳ 1 của lớp 12 nhé, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Nam. Câu này là câu đề thi học kỳ 1 của lớp 12 Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Nam. Nhưng đấy là với chương trình cũ, còn chương trình mới thì chúng ta hiểu là cái câu này chúng ta hoàn toàn có thể học được ngay ở chương số 3 ở lớp 11.
Thì bây giờ cách xử lý câu 26 ấy, đầu tiên chúng ta phải làm một cái việc rất thủ công là ta đếm số nguyên tử carbon. Đếm số nguyên tử carbon ta đếm này. 1 2. Nào các bạn ơi đừng có thấy bạn khác chọn C mình cũng chọn C theo. Thầy tin là sẽ có bạn chọn khác đấy. 3 này, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, anh này là C39. Đúng không? H bây giờ tôi để chờ, tôi gọi là HI. Thế bây giờ ô mấy? Bài này vẫn phải làm thủ công. Nhưng mà riêng việc đếm hydrogen là chúng ta sẽ không làm thủ công mà ta dùng cách của chúng ta. Ô mấy nhá? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ô 10. Đúng chưa? Ô 10 và N mấy? Thế giờ N mấy chúng ta đếm N này. 1 2 3 4 5 6 7. N 7. Thế bây giờ ở bài này thì chúng ta xử lý như thế nào? Bây giờ thầy đã dạy các bạn công thức tính độ bất bão hòa, công thức tính độ không no. Độ không no hay chúng ta còn gọi là độ bất bão hòa. Với CX, HI, OZ, NT thì có K bằng 2X trừ Y cộng với T cộng với 2 chia cho 2. Công thức này chúng ta học rồi. Đúng không? Thế bây giờ độ bất bão hòa hay gọi là độ không no. Thì bây giờ ta đếm thầy có bao nhiêu nối đôi nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nối đôi à? 6 nối đôi đúng không? K nó sẽ bằng 6. K bằng 6 và bằng 2 nhân 39 trừ Y cộng 7 cộng 2 chia cho 2. Thế Y bao nhiêu? 2 nhân 39 là 78. 78 cộng 2 là 80. 80 trừ đi cộng 80 với 7 là 87. 87 mà trừ đi 12, 87 mà trừ đi 12 thì còn 75. Vậy thì công thức phân tử nó sẽ là C39H75 O7 O10N7. O10N7 đúng không? Phần trăm của carbon ta sẽ bấm trên máy tính. Ta sẽ bấm cho thầy nhé. Bài này là bài khó nhất của cái đề này luôn. Nhưng mà cũng là một bài tập hay nhất, thầy đã dạy chúng ta công thức tính độ bất bão hòa rồi. Phân tử khối là 801, ta bấm 39 nhân 12 chia answer thì nó sẽ bằng là 58,42%. 58,429 thì làm tròn 427 thì làm tròn là 43%. Đấy thì đáp án A mới đúng cơ. Nhiều bạn cứ thấy người khác chọn C mình cũng chọn C là không được đâu. Chúng ta phải chủ động chúng ta làm. Cách làm bài này là chúng ta sử dụng công thức tính độ bất bão hòa. Đây chắc chắn là câu 10 điểm, không có nhưng ở với bài này. 10 điểm không có nhưng nhé. Đấy, bạn nào mà làm được theo cái hướng đúng như thầy Trọng dạy này thì chúng ta chắc chắn là ao trình so với người khác rồi. 26 chúng ta có những bạn chọn A gồm có bạn Phạm Lê Hà Vi, Thảo Nhi, Phùng Minh Trường, Ngọc Tú, Đức Quang, Khánh Ngô, Quang Minh, Việt Bách, Lê Duy Anh, Nguyễn Đức Dương. Rồi, câu số 26 là A. Câu 27 thì với cái phổ hồng ngoại mà có cái tín hiệu vùng hơn 3.000 và đặc biệt nó rất là mịn như thế này, đúng không? Rất là tù và rất ít gợn thì hiển nhiên đây là nhóm OH. Nhóm OH. Còn cái này này là nhóm CH, liên kết CH. Vậy thì hiển nhiên là alcohol. Chúng ta chọn 27 đáp án A. Được chưa? Tiếp tục câu số 28. 28 là bài tập tách chiết chất hữu cơ. Ngâm thảo dược trong rượu là phương pháp chiết lỏng lỏng là sai. Thảo dược là chất rắn này em, phải là chiết lỏng rắn. Thảo dược ví dụ như là đinh lăng, nhân sâm, táo mèo, chuối hột. Đúng không? Đấy, thì câu 1 là sai. Câu 2 làm đường mía là phương pháp kết tinh, hiển nhiên đúng. Các em comment thầy câu số 28. Câu số 3, quá trình nấu rượu là phương pháp chưng cất, đúng. Câu số 4, phương pháp chiết lỏng rắn được dùng để phân tích thổ nhưỡng, đúng. Khi người ta muốn phân tích thổ nhưỡng hoặc phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hoặc những cái gì mà khó làm thì người ta có thể dùng đến chiết lỏng rắn. Câu số 5 thì không phải là chưng cất đâu, mà người ta dùng phương pháp chiết lỏng rắn mới đúng. Tóm lại bài này có 3 nhận định đúng. Câu 28 đáp án B. Rồi, cảm ơn các bạn đã làm rất tốt cái đoạn này. Ngay bây giờ thầy trò chúng ta sẽ chuyển sang chữa tự luận. Đấy, câu tự luận. Nào, trong câu tự luận có một cái ý nó hỏi em là tìm công thức phân tử của citric acid.
Thầy yêu cầu các em comment hộ thầy công thức phân tử của citric acid là gì, hay là citric acid đấy, là acid có trong quả chanh, quả cam. Thì bây giờ nó bảo em này, câu A em hãy dự đoán vị chua các acid gây bởi ion nào, chắc chắn là gây bởi ion H cộng, chỉ cần trả lời như vậy thôi. Trong chế biến nước chấm càng cho nhiều giấm ăn thì nước chấm càng chua, khi đó nồng độ ion nào tăng, thì hiển nhiên là nồng độ ion H cộng tăng, đúng không? Vị đại diện cho acid chính là ion H cộng. Câu C, làm thế nào để xác định được nồng độ H cộng có trong dịch acid? Thì để xác định nồng độ H cộng có trong dịch acid thì chúng ta có cách thứ nhất là chúng ta sử dụng máy đo pH. Sử dụng máy đo pH. Có rất nhiều cách để chúng ta làm. Cách số 2, em chữa hậu vào hậu thầy nhé, là có thể dùng dung dịch base để chuẩn độ. Đúng không? Chuẩn độ. Em có thể ghi là dùng dung dịch base và chỉ thị. Chỉ thị của chúng ta có thể là quỳ tím hoặc phenol phthalein. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn cho thầy cái hình này và người ta bắt chúng ta là tìm công thức của citric acid, acid gây nên vị chua quả chanh với lại quả cam. Thế bây giờ chúng ta sẽ thấy ngay này, chúng ta điền này, đây là carbon này, carbon, anh này là CH2, anh này là CH2, anh này là carbon đúng không? Ta đếm mấy C nhé, 1 2 3 4 5 6, anh này 6C. À, 6C này, H mấy? Ta đếm này, 1 với 2 là 3, 4 này, 5. 5 với chỗ này là 2 là 7. 7 với 1 đây là 8, C6H8 và O7. Nhóm chức có trong đây thì chúng ta để ý này, cái nhóm này là nhóm axit. Nhóm này là nhóm axit, đây là nhóm axit. Mình có 3 nhóm axit, hay nhóm carboxylic acid đấy. 3 nhóm COH. Nhưng mà có một cái nhóm OH này tự do này. Đấy, một nhóm OH. Vậy thì 3 nhóm COH và một nhóm OH thì nó mới đủ là 7 oxy. Đấy là công thức của chất này. Câu này rất hay nhé. Đây câu tự luận. Các bạn trả lời rất tốt đấy. Bạn Việt Bách, Quang Minh, Phương Vi, Hà Vi, Thảo Nhi. Rồi, em hãy nêu các pick đặc trưng của nhóm axit thì chúng ta vừa viết bài trắc nghiệm bên trên. Thì ghi số sóng thì chúng ta có hai cái tín hiệu là OH và C nối đôi O. Thì cái liên kết C nối đôi O của chúng ta thì tín hiệu của nó tầm vùng 1700 cm trừ 1. Ở đây chúng ta chỉ nói là khu vực này thôi. OH ở đây thì khu vực chúng ta có thể ghi cho thầy là rất là rộng, từ 3500 tới 2500 cm trừ 1. Nhưng mà thường cái đỉnh pick ấy, nó hay ở cái khu vực tầm gần 3000. Ở đây em có thể ghi cụ thể cái vùng CH, em chép nguyên sách giáo khoa cũng được. Thì nó tầm vùng 1750 tới vùng 1650 cm trừ 1. Chúng ta sẽ ghi cả một vùng hấp thụ nhé. Rồi, đấy là câu E. Nào, sang câu 30 là một câu hỏi về sulfur. Câu A, trong khí quyển sulfur dioxide chuyển thành sulfuric acid theo phương trình này. Thì ta biết là SO2 cộng O2. Nếu mà xúc tác trong khí quyển ấy, thì thường nó sẽ là NO với lại NO2 để nó chuyển thành SO3. Sau đó lại phản ứng này hai chiều này. Sau đó là SO3 nó sẽ kết hợp với nước để nó biến thành mưa axit là H2SO4. Được chưa? Đấy là câu A, giải thích hiện tượng mưa axit như vậy. Thầy chữa nhanh đoạn này nhé. Câu B, một cơn mưa axit ở vào một khu công nghiệp với diện tích 10 km² với lượng mưa trung bình. Em ơi, câu này nó bị lỗi đề một chút thì chúng ta sửa thầy cái này thành 80 mm nhé, hộ thầy nhé. 80 mm. Chứ chẳng ai lại có lượng mưa là 80 nanomet được. 80 nanomet gần như không mưa, không nhìn thấy gì. Cái bài này nó bị lỗi một chút, 80 mm. Thầy đổi một chút. Bây giờ các em cùng tính với thầy nhé, và các em trả lời thầy. Nào, bây giờ chúng ta biết là thể tích thì nó sẽ bằng diện tích bề mặt nhân với chiều cao. Học rồi đúng không? Vậy thì diện tích bề mặt của cái khu công nghiệp này là 10 km², đúng chưa? Đấy. Thế bây giờ thầy muốn chúng ta đổi ra mét khối đi. Đấy thì 10 km² ta đổi cho thầy thành 10.000 đúng không? Nào, 1 km thì nó bằng 1.000 m. Vậy thì 1 km² là ta mũ 2 lên thì nó bằng 1.000 mũ 2 là 10 mũ 6 m². Thế này bằng 10 mũ 6 m² này. 10 mũ 6 m². Đấy. Tiếp tục là 80 nanomet thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Mm xin lỗi. 80 mm thì nó sẽ bằng 80 nhân 10 mũ trừ 3 mét. Được chưa? 80 mm thì nó lượng mưa là 8 cm thì nó là bình thường. Đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ lấy là 10 mũ 6 này nhân với 80 nhân 10 mũ trừ 3 thì nó bằng bao nhiêu? 10 mũ 6 nhân 80 nhân với 10 mũ trừ 3. Có ai làm bài này ở nhà chưa?
thì nó sẽ bằng 80.000 mét khối. 80.000 mét khối. Như vậy nó mới phù hợp. Chứ còn nếu mà để 80 nanomet thì nó gần như nó mưa vài ml thôi. Không đáng kể. Đấy là câu đầu tiên. 80.000 nhé. 80.000 mét khối. 80.000 đúng nhỉ? Ok, 80.000. Chính xác. Rồi. Để thầy bấm lại một lần nữa, các em kiểm tra kỹ, thầy là 10 mũ 6 này. À thầy xin lỗi, 10 nhân với 10 mũ 6 thì thầm nó thành 10 mũ 7 chứ. Đấy, thầy vẫn còn chủ quan đấy. 10 km, 1 km vuông bằng 10 mũ 6, thì bây giờ 10 km vuông thì là 10 nhân 10 mũ 6 thì nó bằng 10 mũ 7 mét vuông. Đấy, không ai nói gì luôn. Đây là 10 mũ 7 này. Vậy thì cái này là 800.000 mét khối. 800.000 mét khối. Vậy mới phù hợp. Một khu công nghiệp diện tích 10 km vuông mà em biết là cả cái thành Vatican ấy, nó chưa đến 1 km vuông. 10 km vuông này phải gấp hơn chục lần so với thành Vatican. Đúng không nhỉ? Thì đây là một diện tích rất là lớn đấy nhá. 10 km vuông diện tích cực kỳ lớn đấy em ạ. Không đơn giản đâu. Thế bây giờ nó bảo em là khối lượng axit đã có trong nước mưa bên trên. Thì chúng ta biết là số mol thì nó bằng CM nhân với V. Thế ta thay số thôi. CM của mình là 2 nhân 10 mũ trừ 5 nhân với V là 800.000. Thì nó bằng bao nhiêu? À, nhân thêm 10 cho thầy được nhé. Là 800.000 này. Nhân với 2 nhân 10 mũ trừ 5. Thì số mol axit của chúng ta nó sẽ bằng là 16. 16 đây là 16 kmol. Tại vì chúng ta đổi từ mét khối, từ mét từ 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 chỗ này là nồng độ, đây là mol trên lít, đúng không? Đấy. Thì ở đây ta đổi làm kilomol cho thầy. Đổi đơn vị tương đương là kilomol. Thì chúng ta bấm hộ thầy là khối lượng của H2SCO4. Thì ta lấy 16 kmol, ta nhân với 98 thì nó bằng bao nhiêu? Nhân 98 thì nó bằng 1568 cân. 1568 cân. Có nghĩa là hơn 1 tấn axit đã rơi xuống cái khu công nghiệp này. Đấy là câu câu B. Câu B. Được chưa? Tiếp tục bây giờ ta sang thầy câu C. Lượng mưa axit có thể đã ăn mòn công trình bằng đá vôi. Đấy. Ăn mòn công trình bằng đá vôi thì chúng ta sẽ có ngay là H2SO4. Nào các em chữa chi tiết cho thầy vào đi nhé. Những cái câu này tương đối hay đấy. Đề của thầy nó không dễ đâu. Đề của thầy ở đây là nó toàn các câu mà chúng ta phải tính toán và chúng ta phải hiểu biết về thực tế. Đấy là câu đầu tiên. Ý thứ hai là tính khối lượng đá vôi đã bị ăn mòn. Thế giờ chúng ta nhìn này. Ở đây là kilomol có nghĩa là 16.000 mol đấy nhé. 16.000 mol. Bây giờ tôi có cái này là 16.000 mol này. 16.000 mol, vậy thì anh CaCO3 của chúng ta cũng sẽ là 16.000 mol. Vậy thì đến đây chúng ta sẽ bấm ngay được M của CaCO3. Em nhân hộ thầy với phân tử khối 100. 16.000 nhân với 100 thì nó bằng 1.600.000 gam. 16.000 này nhân với 100 thì bằng 1.600.000 gam thì nó bằng 1,6 tấn. Nhớ là 1 tấn thì bằng 1 triệu gam. Đúng không? 1,6 tấn CaCO3 đã bị ăn mòn. Câu D, em hãy tìm hiểu nguyên nhân gây ra các khí mưa axit và biện pháp đề xuất biện pháp giải pháp. Vậy thì nguyên nhân của chúng ta thì có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân gây mưa axit thì em có thể tra trong sách giáo khoa hoặc là tra trên internet. Ở đây thầy chỉ nói sơ bộ để chúng ta chủ động chúng ta làm. Thứ nhất, nguyên nhân khách quan. Nguyên nhân khách quan của chúng ta đa số là do núi lửa hoạt động. Chúng ta biết là hiện nay ở dưới lòng đại dương có hàng nghìn núi lửa đang hoạt động. Đúng nhỉ? Cháy rừng. Cháy rừng. Vân vân. Đấy là khách quan. Còn nguyên nhân chủ quan là do con người. Thì chủ quan do con người là do chúng ta đốt nhiên liệu hóa thạch. Đốt nhiên liệu hóa thạch. Đúng không? Chúng ta đốt xăng dầu, than đá. Phải hoạt động giao thông. Hoạt động giao thông hoặc do sinh hoạt của con người, vân vân. Thì cái này em tự trả lời. Còn cách khắc phục thì ở đây thầy nói mồm thôi, là chúng ta có thể thay thế công nghệ sản xuất. Thay thế công nghệ sản xuất có nghĩa là thay vì chúng ta đốt nhiều nhiên liệu hóa thạch thì chúng ta sẽ thay bằng công nghệ dùng điện, hoặc là chúng ta sẽ hạn chế sử dụng các phương tiện sử dụng xăng mà ta chuyển sang phương tiện sử dụng điện, như kiểu là ô tô điện, xe máy điện, đúng không?
chúng ta có thể chuyển dần từ nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu bớt hóa thạch hơn bằng cách là sử dụng xăng sinh học E5 hoặc là nhiên liệu hydro đấy, vân vân và vân vân. Đấy thì cái đấy là với lại một cái biện pháp cuối cùng mà người Việt Nam mình hay làm là tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường với người dân, đúng nhỉ? Thì cái đấy thì thầy để chúng ta tự làm. Đấy. Thường ví dụ cái câu D này là em đã làm đến kia là người ta sẽ cho em 9,75 rồi. Thì đến ý D mà em chỉ cần viết được một hai ý thì các thầy cô sẽ cho thành 10 điểm. Đúng nhỉ? Thì ý D là một ý mở rộng để giúp chúng ta có ý thức bảo vệ môi trường thôi. Chứ còn môn hóa thì chỉ cần làm ý C là xong. Nhé. Thì cái này em chủ động em sửa cho thầy những cái lỗi chính tả của đề bài và chúng ta kiểm tra lại. Được chưa? Đấy là đề số 01. Tiếp tục đề số 02. Hôm nay chúng ta sẽ chữa đề 01 và đề 02. Đề 02 này thì thầy sẽ chữa nhanh, chúng ta không cần comment. Lúc nào mà thầy bảo chúng ta trả lời thì chúng ta trả lời. Được không nhỉ? Chúng ta tập trung nhé. Đề 02 phản ứng nào sau đây là phản ứng thuận nghịch thì câu này là xin mời các cụ xơi rồi, đáp án B. Nhìn ngay cái mũi tên hai chiều là biết. Câu số 2 thì chúng ta đã học rất là lâu, chúng ta nói rồi, đó là để nhận biết muối của axit sulfuric hay là muối sunfat hay sunfate đấy. Người ta luôn luôn dùng hợp chất của bari vì anh này phản ứng với BaCl2 tạo ra kết tủa bari sunfat, kết tủa có màu trắng. Đúng không? Vậy thì chúng ta dùng BaCl2 để nhận biết muối sunfate. Câu số 3, hai cái tín hiệu này rất đặc thù. Ở đây thì nó không có nhóm chức axit thì hai cái tín hiệu này là tín hiệu này của CH này. Tín hiệu này của liên kết C nối đôi O này. Vậy thì từ đó chúng ta sẽ thấy ngay hợp chất này là AnDH2. Hợp chất AnDH2 nó có đủ hai liên kết này luôn. Được chưa? Tiếp tục sang cho thầy câu số 4. Chúng ta thấy ngay delta tát nhỏ không thì chiều thuận của phản ứng đang là chiều tỏa nhiệt. Vậy thì muốn cân bằng theo chiều tỏa nhiệt ta phải giảm nhiệt độ. Đúng không? Giảm nhiệt độ thì chúng ta biết là cân bằng chuyển dịch theo chiều giảm tỏa mà. Tỏa nhiệt. Vậy thì chiều tỏa nhiệt của chúng ta chính là chiều thuận. Được chưa? Đấy. Trong lúc thầy ghi nốt câu 4 thì thầy xin mời cả lớp comment thầy câu số 5. Vị trí nào đã được bị viết sai? Chiều thuận chính là chiều tỏa. Em ghi thầy nốt cho thầy là chiều thuận. Thêm 2 đo dần thầy trả lời luôn nhé. Thêm 2 đo dần thì cân bằng sẽ chỉ theo chiều giảm 2 đo dần đi. Giảm 2 đo dần đi. Vậy thì từ đó là chiều nghịch. Đúng không? Cái này là chiều giảm 2 đo dần. Đấy, thầy giải thích thêm cho các bạn như vậy. Tiếp tục cho xúc tác thì không chuyển dịch rồi. Tăng áp suất thì cái này cũng không chuyển dịch bởi vì số phân tử khí hai bên bằng nhau. Vậy thì câu số 4 em chọn D. Câu số 5 thì trong các vị trí ở trên, vị trí nào bị làm sai? Thì thầy lưu các bạn là những học sinh nữ sau này chúng ta xây dựng gia đình, lấy chồng thì chúng ta phải đẻ con. Thì đa số chúng ta mà trải qua thai kỳ ấy, thì thầy khẳng định với các em là gần như 100% phụ nữ phải sử dụng axit folic trong thai kỳ của em. Bởi vì sao? Bởi vì cái axit folic này nó có em sử dụng axit folic và sắt, em phải uống hai cái đấy. Nếu mà không có hai cái loại thuốc này thì rất dễ là con em đẻ ra nó sẽ thiếu dưỡng chất là thiếu sắt, thiếu axit folic thì có thể nó sẽ bị khuyết tật hoặc là những bệnh tật liên quan đến máu về xương thì rất nguy hiểm. Nên thầy lưu các bạn là nếu mà bạn nữ nào sau này đến sau đây khoảng 10 năm mà chúng ta xây dựng gia đình, chúng ta phải sử dụng axit folic và sắt theo chỉ định của bác sĩ trong thai kỳ và trước thai kỳ của chúng ta. Chúng ta xác định là chúng ta sẽ đẻ con vào năm sau thì ngay trước đó một năm chẳng hạn em phải đi tư vấn bác sĩ để người ta cho em uống các loại thuốc hoặc là các cái thực phẩm hỗ trợ. Bởi vì nếu mà không có thì con em đẻ ra sau này rất dễ có nguy cơ bị dị tật hoặc là những bệnh tật về về đường máu, về 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 cái hệ hệ xương của nó rất nguy hiểm nhé. Nên thầy lưu các bạn là chúng ta phải có kiến thức khoa học để chúng ta còn có một cuộc sống tốt đẹp nhất. Bây giờ sang thầy câu số 5 thì chúng ta thấy ngay là ta biết là nitrogen là hóa trị 3, trong cái đó cái vị trí số 2 này nó thiếu mất một liên kết thì nó không đúng, đúng nha. Vậy thì chúng ta phải chọn thầy đáp án D, đó là vị trí số 2, thiếu một liên kết mà ta sẽ phải sửa nó thành nitơ này, nối đôi đây và nối đơn đây thì nó mới đúng nhé. Đấy là câu số 5, chúng ta chọn D. Rồi các bạn trả lời rất tốt, bạn Quang Minh, Phạm Lê, Hà Vi, Việt Bách, Phùng Minh Trường, Ngân Hà, Vũ Minh, Thảo Nhi, Đỗ Linh, Phương Vi, Thu Trà, Phúc Đoàn, Lê Duy Anh. Câu số 6 thì câu này rất là dễ. Anh nào là axit, axit là nhường H cộng thì chúng ta nhìn này, H2S mà thành HS trừ hiển nhiên nó đã nhường đi H cộng. Thì anh này là axit. H2O nhận H cộng, anh này là base, đúng không? Ngược lại thì chúng ta sẽ thấy ngay là H3O cộng thì nó lại nhường H cộng cho HS trừ thì anh này là axit, anh này là base.
thì chúng ta sẽ chọn là H2S và H3O cộng, chúng ta chọn đáp án B. Tiếp tục câu số 7 thì nó hỏi em là có thể nhận biết muối ammonium là NH4 cộng bằng cách cho tác dụng với kiềm, thì đây là một phương trình ion rất kinh điển và thầy rất mong muốn là chúng ta phải nhớ nó biến thành NH3 và nước. Vậy thì cái khí này là khí ammonia có mùi khai. Câu 7 chúng ta chọn A. Rồi các bạn đều trả lời đúng. Câu số 8 nào. Bây giờ thầy đợi chờ các em trả lời thầy câu số 8. Geranin acetat là este có trong hoa hồng. Nếu mà em sử dụng nước hoa hồng ấy, thì trong nước hoa hồng kiểu gì có chất này? Bởi vì chất này nó gây ra mùi cho nước hoa hồng. Bây giờ cách làm là chúng ta cũng áp dụng công thức tính độ không no. Hay độ bất bão hòa ta đếm với thầy số C nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, C12, HI và O2. Đấy là công thức của nó. Ta đi tìm Y. Độ bất bão hòa K thì bằng gì? Mấy nối đôi? 1, 2, 3, K bằng 3, bằng 2 nhân 12 trừ Y cộng 2 chia cho 2. Giải phương trình chúng ta tìm Y bao nhiêu? Y bằng 2 nhân 12 là 24, 24 cộng 2 là 26, 26 mà trừ đi 6 còn 20. Anh này C12H20O2. Đáp C. Câu 8C, những bạn nào chọn C đây, có bạn Đỗ Linh, Phúc Đoàn, Việt Bách, Phương Vi, Thảo Nhi, Ngọc Tú, Phạm Lê Hà Vi, Quang Minh, Ngân Hà, Duy Anh, Minh Anh, Phùng Minh Trường. 8C. Câu số 9 thì chúng ta vừa chữa đề trên, có 3 công thức cấu tạo. Câu 10, oxide X là chất khí mùi hắc. Ui dồi ôi, mùi hắc chắc chắn là SO2. Và anh này có tác dụng là tẩy trắng bột gỗ, tẩy trắng bột, tẩy trắng đường, vân vân. Thì chúng ta chọn C. Câu số 11, phương pháp để tách và tinh chế chất rắn chính là phương pháp kết tinh. Được chưa? Câu 12 thì ta nhớ thầy là copper không tác dụng với axit sulfuric loãng mà chỉ có Fe thôi. Fe đây là 0,2 mol. Chúng ta viết thầy phương trình là Fe cộng với H2SCO4. Thì nó thành FeSO4 và khí hydrogen. Anh này là 0,2 thì anh này là 0,2. Vậy thì chúng ta nhân 24,79. Wow, câu này lừa dã man, nó hỏi milit thì chúng ta phải chọn C em ạ. Còn nếu mà nó hỏi lít thì ta lại chọn B. Câu 12 là một câu lừa trí tử. Câu này mà không cẩn thận là em chọn B là chết đấy. Nó hỏi là mililit. Chứ còn câu B nó cho là lít. Nhân lên 24,79 nó là lít thì là 24,958. Nhưng nó bắt mình đổi là mililit. 12C. Câu 13 là kiến thức lớp 10 này. Nhưng mà cũng là kiến thức lớp 11. Thầy nhắc lại cho các bạn này. H này muốn đặc ghi thầy chú ý cái. Là oxy hóa được Br trừ và Y trừ thôi nhé. Không oxy hóa được Cl trừ và F trừ đâu. Chúng ta có phương trình là H2SO4 này. Ví dụ cộng NaI thì nó sẽ biến thành Na2SO4. Y trừ nó khử được axit sulfuric thì biến thành H2S các em ạ. Cộng với Y2 và cộng với nước. Tương tự thế cái này mà cộng với NaBr ấy thì nó khử về tới mức SO2 cộng với brom cộng với nước. Phương trình này ta đã học từ lớp 10 nha. Ta đã học từ lớp 10 rồi. Em nào mà không nhớ thì ghi lại thôi. Vậy thì ở đây ta sẽ ô xóa được hai anh này thôi. Đấy. Thì chúng ta chọn hai cái. Câu 13A. Rồi. Các em không cần comment mấy câu này đâu. Mấy câu này tương đối dễ. Câu 14 thì thầy gợi ý các bạn là chúng ta sẽ gọi công thức của saffron là CXHIOZ. Chúng ta học cái bài toán này rất cơ bản rồi. X chia Y chia Z. Em sẽ lấy phần trăm là 74,07 phần 12 này. Chia cho 6,18 phần 1. Chia 19,75 phần 16. Thì em sẽ rút gọn cho thầy được biểu thức này với tỷ lệ tối giản là 5 chia 5 chia 1. Sau đó em đổi được công thức phân tử là C5H5O tất cả N lần. Nhưng khối lượng mol là 162. Thì em giải thầy phương trình N nó sẽ bằng 2. Nên bài này chúng ta chọn C10H10O2. Câu 14 đáp án B. Rồi, cảm ơn bạn Đỗ Linh. Câu 15 là câu cho điểm. Nó hỏi em số hợp chất là hydrocarbon thì đó là CH4 này, C2H2 này, CH4 với C6H6, bốn chất. Còn những anh còn lại là chất vô cơ là NH3 này. Anh này thì người ta gọi là dẫn xuất của hydrocarbon. Đúng không? Câu số 16, anh nào cùng công thức đơn giản nhất với C2H2 thì chắc chắn là C6H6 thì bọn này đều là CH tất cả N lần. Đúng nha. Câu số 17, sulfuric acid lấy nước từ carbohydrate. Carbohydrate thì điển hình nhất là cái đường saccharose. Chúng ta học cái phương trình này là acid đặc cho vào đây á thì
thì nó sẽ hút hết nước để biến thành carbon và nước này. Sau đó carbon lại phản ứng tiếp với H2SO4 đặc để biến thành CO2 cộng SO2 cộng nước. Nên chúng ta đã học cái hiện tượng là đổ axit đặc vào cốc đường ấy, thì cái cốc đường của chúng ta nó sẽ hóa thành màu nâu này, xong dần dần chuyển thành màu đen này, và có rất nhiều bọt khí nó sẽ sủi lên và nó trào ra khỏi miệng cốc. Thì cái tính này là tính háo nước. Câu 17 đáp C. 17C thì câu này rất đơn giản, đúng không? Rồi, cảm ơn bạn Trường, bạn Đỗ Linh. Câu 18, cặp chất nào đồng đẳng? Thì câu này dễ quá, đáp A. Cùng là OH, tính chất như nhau và hơn kéo nhau một hoặc nhiều nhóm xét 2. Nhá. Câu 19 thì cái phương pháp chuẩn độ ta học rồi. Chuẩn độ là C của NaOH nhân với V của NaOH thì nó bằng C của HCl nhân V của HCl. Thay số, ta có ngay là C của NaOH đang cần tìm nồng độ của nó đấy, nhân thể tích của nó là 10 thì bằng 0,1 là HCl nhân thể tích là 15. Vậy thì C của NaOH nó sẽ bằng 0,15. Đáp của mình là C. Đoạn này em chữa thôi, có vấn đề thì em sẽ hỏi lại thầy luôn nhé. Tiếp tục câu số 20 thì chúng ta biết là SO2 là một chất khí gây ra hiện tượng mưa axit. Vậy thì để hấp thụ khí này là acidic oxide, là oxit axit ấy, người ta phải dùng bông tẩm kiềm hoặc tẩm nước vôi, chúng ta vừa làm bên trên rồi. 20C. Câu số 21 thì trong phòng thí nghiệm người ta thu khí nitrogen bằng cách rời nước, vì sao? Vì nitrogen ít tan trong nước. Được chưa? Câu 22 thì câu này chúng ta làm suốt rồi. Thầy cho chúng ta sẽ trình bày như kiểu học sinh lớp 8 ấy, ta sẽ trình bày là theo phương trình này. Anh này khối lượng mol là 120 này. À, em phải cân bằng sơ đồ nhé, em nhìn này, có 2 sulfur nhân hết 2 ở đây thầy này. Tập trung đi, thầy sẽ làm câu này rất nhanh. Có phải là theo phương trình anh này 120 gram, anh này sẽ là 2 mol, anh này thì sẽ là 2 x 98, 2 x 98 thì nó bằng 196 gram. Đúng không? Vậy thì theo bài ra, thôi bỏ đơn vị gram đi. Theo bài chúng ta tập trung này. Cái quặng pyrit là FeS2, nó bảo là từ 1 tấn quặng pyrit có 80% chất này thì lượng chất này nguyên chất là 800 cân. Vậy thì anh này của chúng ta nó sẽ là bao nhiêu? Tập nhân theo tích chéo nhé. 800 này nhân 196 phần 120. Đấy là cái lượng mà chúng ta tính được theo phương trình. Nhưng vì hiệu suất cả quá trình là 90% thì thầy đã dạy các bạn rồi. Từ đầu đến cuối ta phải nhân với hiệu suất, đúng không? Thì cái này ta phải nhân tiếp cho thầy với 95%. Thì cái lượng này nó bằng bao nhiêu? Chúng ta có 80 này nhân 196 nhân tiếp với 90% thầy viết thành 95 nhỉ? Mắt thầy bị lag rồi. 80 nhân 196 nhân 0,9 chia 120 thì cái lượng này của chúng ta nó là, bấm lại nhé, 80 nhân 196 nhân 800. Trời ơi, 800, đây là số 800 mà. 800 cân đúng không? 800 nhân 196 nhân 0,9 chia 120 bằng 1176, 1176 kg. Nhưng đấy mới là H2SO4 nguyên chất. Nhưng nó bắt mình tính thể tích dung dịch thì đến đây em sẽ bấm thấy được M dung dịch. Thì ta sẽ lấy M chất ta là 1176 chia cho C phần trăm của nó là 95%. Thì bằng bao nhiêu nhé? Chia 0,95. Thì đây là khối lượng dung dịch nó bằng 1237,9 bằng 1237,9 kg. Đấy là M dung dịch. Nhưng nó lại không hỏi dung dịch mà nó hỏi thể tích. Vậy thì đến đây ta sẽ suy thành là V dung dịch thì nó sẽ bằng M dung dịch chia cho khối lượng riêng. Thay số này, 1237,9 chia cho khối lượng riêng là 1,82. Thì nó bằng bao nhiêu? Chia 1,82 bằng 680. 680. Vậy thì đáp án của mình có rồi đấy. Được chưa? Đấy là thầy để cho chúng ta tiếp tục chúng ta xử lý đi. Em ghi thầy con số đi, 680, và chúng ta kiểm tra lại nhé. Đấy, ở đây ta sẽ đổi đơn vị tương ứng là lít. Cân thì nó tương ứng với lít. Gam thì tương ứng với mililít. Đúng rồi, đúng không? Cái bài này chắc chắn chúng ta đã chữa rất nhiều lần rồi. Rồi, bây giờ ai đã làm câu 23 ở nhà thì comment cho thầy xem nào. Câu này mới là câu nguy hiểm. Bởi vì sao? Bởi vì đa số chúng ta học sang hữu cơ, chúng ta sẽ quên mất mấy cái này. Bây giờ xin mời chúng ta trả lời thầy câu 23. Ý thứ nhất nó bảo em là sulfuric acid đặc có tính háo nước gây bỏng nặng là đúng này. Khi pha loãng acid ta cần cho từ từ nước và acid là vỡ mồm ngay. Em mà cho từ từ nước và acid thì acid nó bắn lên, nó bắn hết vào tay chân quần áo chúng ta. Ta phải cho từ từ acid và nước.
Khi bị bỏng, sulfuric acid đặc đầu tiên cần làm là xả nhanh nước vào vết bỏng, đúng. Sulfuric acid loãng có tính ô xóa mạnh khi tác dụng kim loại không sinh được khí hydrogen, đúng. Bởi à đây là loãng này, không sinh là sai, có sinh là hydrogen chứ. Câu D sai. Nhớ cho thầy là loãng thì tác dụng với kim loại phải sinh ra hydro, còn nếu mà đặc nóng ấy thì nó sẽ sinh ra SO2 hoặc là những khí khác. Câu E, thuốc thử nhận biết sulfuric acid đặc và muối sunfat đó là dùng bari 2 cộng, là đúng này. Tã lót trẻ em sau khi giặt thì nó vẫn bị dư ammonia, thì để khử nó người ta dùng giấm, đúng rồi. Vậy thì bài này chúng ta có 4 nhận định đúng. Đáp D. Câu 23 chọn D. Những bạn chọn D của các bạn Quang Minh, Việt Bách, Ngọc Tú, Phương Vi, Hà Vi, Ngân Hà, Thảo Nhi, Đỗ Linh, Thu Trà, Lê Đức Quang, Vũ Châu Anh, Vũ Bùi Đăng Quang, rất tốt. Câu số 23 chúng ta chọn D. Câu 24 thì cái câu này rất là dễ rồi nhé. Thì cái này thầy để chúng ta tự làm, bởi vì nó giống cái câu 24 là giống câu sáp rông bên trên ấy, giống cái câu số 14 này. Bài này thì nó cho em phổ khối lượng thì có M lớn bằng 75 này. Thậm chí em còn thử đáp án được luôn. 24 là A, chỗ này thầy cho đáp số thôi. Câu 25. Nào, câu 25 mới là câu khó. Trong môn hóa thì lý thuyết là câu khó nhất. Đặc biệt là lý thuyết đếm ấy, là số lượng câu đúng câu sai mới là câu khó. Thứ nhất là bảo nguyên tố carbon và hydrogen luôn có mặt trong hợp chất hữu cơ thì câu này sai. Ví dụ có CCl4 này hoặc là COONa 2 lần, những chất này không phải không có hydrogen nhưng vẫn là chất hữu cơ. Câu A của mình là sai. Câu B, hợp chất hữu cơ có thành phần phân tử chỉ có cờ với hờ là hydrocarbon, đúng này. Câu C chắc chắn đúng rồi này. Câu D nó bảo em là phổ hồng ngoại xác định loại nhóm chức là đúng nhưng mà số lượng nhóm chức là sai, không thể xác định số lượng nhóm chức. Câu D sai. Câu E, phổ hồng ngoại cho biết xác định loại nhóm chức là đúng này. Một hydrocarbon và một hợp chất có khối lượng phân tử gần bằng nhau thì hydrocarbon tan trong nước ít hơn và nhiệt độ sôi thấp hơn, đúng. Bởi vì liên kết cộng hóa trị thường kém hơn so với liên kết ion, được chưa? Vậy thì câu số 25 chúng ta chọn B. 4 câu đúng. Đấy, câu này có Hà Vi, Quang Minh, Đỗ Linh đều trả lời chính xác. Câu 26 thì cái tín hiệu phổ này chắc chắn là của OH rồi, đúng không? Vậy thì chúng ta chọn A, 26A. Chúng ta học rất kỹ trong những cái phần phổ hồng ngoại. Câu số 27 thì khi người ta dùng hấp sắc ký cột ấy, thì cái chất A ra khỏi cột trước chứng tỏ A có khả năng hấp phụ kém. Có nghĩa là A tan trong dung môi tốt hơn. Còn B ra sau thì B hấp phụ tốt, còn khả năng tan dung môi kém hơn. Vậy thì câu 27 chúng ta sẽ chọn cho thầy phương án D. A hòa tan tốt trong dung môi hơn chất B. 27 chúng ta chọn cho thầy D. Câu 28, trong phương pháp trưng cất thì chất của chúng ta nó sẽ chuyển từ thể lỏng này sang thể hơi, sau đó ta lại đi qua sinh hàn, ta ngưng tụ nó lại thành thể lỏng. 28A. Câu 29. 29 thì nó bảo em là đây chính là phương pháp tiếp xúc để sản xuất sulfuric acid đặc. Người ta có 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đốt cháy quặng pyrit. Giai đoạn thứ hai là chuyển hóa SO2 thành SO3. Giai đoạn thứ ba là dùng oleum, sản xuất oleum là dùng acid đặc để hấp thụ SO3. Thì cái chỗ acid đặc với SO3 người ta tiếp xúc với nhau thì người ta sẽ phun acid từ trên xuống. Phun acid từ trên xuống. Còn người ta phun SO2 từ dưới, SO3 từ dưới lên để bọn này tiếp xúc với nhau theo đúng quy tắc của trọng lực. Chất nào nặng hơn thì sẽ cho rơi từ trên xuống, còn chất nào nhẹ hơn thì cho phun từ dưới lên. Thì hai chất này tiếp xúc với nhau thì người ta gọi đây là phương pháp tiếp xúc nhé. Thế bây giờ cái oleum ấy, thì bây giờ chúng ta cùng làm, cùng tìm oleum này. Oleum là H2SO4 ngậm NSO3. Anh này mà cho vào nước ấy, thì nó thành N cộng 1 H2SCO4. Sau đó nó bảo là H2SO4 được trung hòa với NaOH. Thì chúng ta viết thầy phương trình này ra. Ở nhà các em phải chuẩn bị rồi nhé. Thì sau đó là chúng ta chữa nó mới kịp được. Chứ nếu mà em mà chưa chuẩn bị em sẽ không hiểu đâu. Nên là sau này chúng ta rút kinh nghiệm là trước những cái đề nào của thầy thì đều phải làm trước. Thầy đã dặn rồi. Chúng ta có cái NaOH này. Nồng độ là 0,1 m nhưng thể tích là 20,01. Em làm tròn luôn cho thầy là 20 đi. Thì là ta bấm máy tính là 0,1 nhân với 20 ml. Ta đổi ra lít là 20 x 10 mũ trừ 3. Thì nó bằng là 2 x 10 mũ trừ 3. 2 x 10 mũ trừ 3 mol. Thì anh này của mình sẽ là 1 x 10 mũ trừ 3 mol. Anh này là 1 x 10 mũ trừ 3 là 0,001 mol. Đúng không? Ở đây thì nó bảo này là tiến hành thành 1 lít nhưng mà chuẩn độ có 10 ml thôi. Thì tôi cứ tính theo 10 ml nhé. Anh này của tôi nó sẽ là 0,001 phần N cộng 1 mol. Nhưng đây ta đang xét 10 ml. Thế bây giờ suy ra cho thầy là với 1 lít thì với 1 lít dung dịch
thì số mol của oleum ngậm NSO3 1 lít thì nó là 1000 ml, thì nó gấp 10 ml 100 lần. Ta sẽ nhân 100. 100 này nhân 0,001 chia cho N cộng 1 thì nó bằng 0,1 chia N cộng 1 mol. Có số mol có khối lượng 8,36, ta suy M lớn nhé. M lớn bằng 98 cộng với 80N thì cũng bằng 8,36 chia 0,1. Phần N thì ta nhân N cộng 1 lên tử. Đúng chưa? Giải phương trình này N bằng mấy nhé? Ta có 98 trừ đi 83,6 bằng này, chia cho mở ngoặc. 83,6 trừ đi 80 thì là 3,6. N bằng 4. Vậy thì oleum của chúng ta là ngậm 4SO3. Được chưa? Oleum nó sẽ là H2SO4 ngậm 4SO3. Vậy thì câu D sai này. Câu A nó bảo em là phản ứng số 2 là phản ứng tỏa nhiệt. Số 2 delta H nhỏ hơn 0 là tỏa nhiệt, thu nhiệt là sai, phải tỏa nhiệt nhé. Câu tiếp theo nó bảo em là để hiệu suất cao hơn nên đưa về 25 độ C. Chúng ta nhớ cho thầy là cái phản ứng số 2 ấy, nó chỉ xảy ra ở khoảng tầm 400 đến 600 độ C. Đưa về nhiệt độ thường là 25 độ C là phản ứng còn không xảy ra cơ. Đến đây là sai, ta chỉ giảm vài độ thôi, còn đưa về 25 độ C là không xảy ra phản ứng luôn. Câu B sai. Câu C, phương pháp tiếp xúc là người ta phun SO2 từ dưới này, còn axit từ trên, câu này đúng. Câu này chỉ có một ý C đúng. Ý E, không thể dùng axit loãng được, phải dùng axit đặc để hấp thụ nhé. Tóm lại, bài này chỉ có một ý đúng. Câu số 29, chọn B, một câu rất là hay. Được chưa nhỉ? Rồi, bây giờ chúng ta sang câu cuối cùng. Câu cuối cùng này thầy yêu cầu tất cả chúng ta cùng phải làm. Câu này rất là dễ. Em tập trung thầy này, câu này thầy khẳng định rất dễ thôi. Bây giờ chúng ta đọc cái đoạn đầu này, đọc cho vui thôi. Cái này đọc cho vui. Đây là một câu đặc thù của hydrocarbon và đặc biệt là phần ancan mà các em đang học đúng không? Thì ở đây cái phương trình đốt cháy, phương trình oxy hóa ta học cho vui nhé. Ta đọc cho thầy cái dòng đầu tiên này này. Một mol propan tỏa ra nhiệt lượng bằng này. Được chưa? Một bóng đèn công suất 20W kệ nó. Tí ra tính sau. Thế bây giờ nó bảo này, 1 giờ thì bóng đèn này tiêu thụ 72 kJ. Vậy tôi có 88g này thì cái bóng đèn này dùng được trong bao nhiêu giờ? Thì bây giờ tôi có ngay là số mol của propan là C3H8. Thì tôi lấy 88 chia cho 44 là bằng 2 mol. Vậy thì nhiệt lượng tỏa ra nó bằng bao nhiêu? Chúng ta nhớ thầy là 1 mol propan tỏa ra nhiệt lượng bằng này, thì 2 mol nhiệt lượng tỏa ra là 2497,66 nhân với 2. Nhưng mà hiệu suất oxy hóa chỉ có 80%, nhân tiếp với 80% thì nó bằng bao nhiêu? Ta có 2 nhân với 0,8 nhân với 2497,66 thì nhiệt lượng tỏa ra của chúng ta là 3996,256 kJ. Đấy. Thế bây giờ 1 giờ là dùng hết 72 kJ thì ta suy thầy số giờ bao nhiêu? Bằng 3996,256 chia cho 72, đúng không? Thì nó bằng 55,5 giờ. Rồi, đáp án C. Nếu bạn nào chọn C, chúng ta các bạn có kiến thức rất tốt. Em nào cho thầy biết là tại sao 20W thì có liên hệ gì với 72 kJ không? Đây là kiến thức vật lý đấy. Đúng không? Vậy thầy giải thích cho các bạn nhé. Cái này là vật lý này. Kể cả sau này đi thi nhé. Nếu mà đi thi mà thầy mà cho đề khó, thầy sẽ không cho cái này luôn. Thầy chỉ cho bóng đèn là 20W. Thì ta cũng biết là 1 giờ nó sẽ tiêu thụ hết 72 kJ. Vì sao vậy? Thì chúng ta chú ý thầy đổi thêm này. Chú ý này. Là 1W ấy, thì nó bằng 1 jun trên giây. Vậy thì 20W thì bằng 20 jun trên giây. 20 jun trên giây có nghĩa là 1 giây dùng hết 20 jun. Vậy thì ta sẽ đổi là 1 giờ là 3600 giây. Thì nó sẽ là 20 nhân với 3600 jun trên giờ. Thì bây giờ ta sẽ đổi thành 20 nhân 3600, 3600 là 3,6 kJ. Thì nó sẽ bằng 72 kJ trên 1 giờ. Có nghĩa là 1 giờ sẽ tiêu thụ hết 72 kJ là như vậy. Nên cái bài này nó còn nhân văn cho những học sinh nào dốt vật lý. Thì học sinh đấy vẫn còn có thể làm được. Còn nếu mà nó muốn khó nhé, nó không cho em cái thuật ngữ là 1 giờ tiêu thụ hết 72 kJ. Mà chúng ta phải nhớ kiến thức vật lý để chúng ta còn làm được bài này. Ok chưa các em? Đấy, vậy là thầy vừa chữa chúng ta xong toàn bộ
toàn bộ hai cái đề thi ôn thi học kỳ 1 môn hóa học lớp 11 số 01 và số 02. Thì thầy rất mong muốn là chúng ta về nhà chúng ta làm cho thầy hai đề tiếp theo là đề 03 và 04, thì sang tuần thầy sẽ chữa tiếp. Được chưa?